Trên các báo sáng nay có gì nổi bật, chương trình ngày mới sẽ cập nhật đến quý vị. Trước hết là thông tin trên báo Tuổi Trẻ liên quan đến việc ga quốc nội cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang đón hàng chục ngàn khách đi lại mỗi ngày vào những ngày cận Tết. Theo ghi nhận của báo thì có nhiều khung giờ hành khách chôn chân ở sảnh chờ làm thủ tục check-in và an ninh. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, những ngày qua tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đổ về sảnh làm thủ tục của các hãng như Vietnam Airlines, Vietjet rất đông. Khách xếp hàng dài cùng xe đẩy hành lý, lỉnh kỉnh, nhiều người bồng bế trẻ em để chờ đến lượt làm thủ tục chuyến bay. Các hãng bay phải phân luồng khách theo từng chặng bay cụ thể như khách đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh sẽ đi một làn riêng. Các nhân viên hàng không cho biết những chuyến bay khung giờ buổi sáng từ 5 đến 10 giờ và 15 đến 18 giờ buổi chiều tối, khách đi lại rất đông. Quy định về điều kiện khách đi máy bay đã dễ dàng hơn. Ngoài bắt buộc khai báo PC COVID thì các thủ tục còn lại cũng tương tự những năm trước. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, những ngày gần đây lượng du khách đến nghỉ dưỡng tại Hội An, tỉnh Quảng Nam đã có chiều hướng tăng trở lại. Mặc dù còn hơn một tuần nữa mới đến Tết Nguyên Đán, tuy nhiên các khách sạn khu nghỉ dưỡng tại đây đã đầy công suất phòng trong dịp đầu năm mới. Chia sẻ với báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều doanh nghiệp du lịch Quảng Nam cho biết, ngay khi các địa phương triển khai các quy định về phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, nhiều du khách từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu về du lịch tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An. Hai năm nay, du khách chưa thể du lịch nước ngoài vào dịp Tết Nguyên Đán như trước, nên phân khúc du lịch nghỉ dưỡng hàng cao cấp đặt mua khá lớn. Để thu hút du khách, nhiều khu nghỉ dưỡng lưu trú tại thành phố Hội An triển khai các chương trình khuyến mãi giảm giá đến 50% giá phòng nghỉ dưỡng từ phân khúc bình dân đến cao cấp. Nhờ đó, lượng khách đặt phòng tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Ngành du lịch Quảng Nam đã chuẩn bị mọi phương án du lịch an toàn, thích ứng với dịch COVID-19, đúng với chủ đề của năm du lịch quốc gia 2022, Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, phục vụ cho khách trong nước và quốc tế. Dân chuyển sang đi ô tô, doanh thu xe máy sa sút là tiêu đề bài viết trên báo Vietnamnet. Theo nội dung của bài viết thì bất chấp nỗ lực từ các nhà sản xuất, thị trường xe máy Việt Nam vẫn liên tục đi xuống. Từ đỉnh cao 3,38 triệu xe vào năm 2018, nay giảm xuống còn 2,5 triệu xe vào năm 2021. Theo dự báo, thị trường xe máy tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn bão hòa khi số lượng ô tô có xu hướng tăng nhanh. Thị trường xe máy sẽ không có sự tăng trưởng đáng kể nào trong thập kỷ tới. Và trước thực tế doanh thu xe máy giảm sút, các doanh nghiệp xe máy cho báo Vietnamnet biết là đang thích nghi và có những cách tiếp cận mới. Đó là hướng đi tới những sản phẩm cao cấp độc lạ, phiên bản giới hạn hay khai thác thị trường ngách. Thu nhập người dân tăng lên, nhu cầu về xe máy đắt tiền độc lạ phiên bản giới hạn cũng vì thế mà tăng theo. Báo Thanh Niên đưa tin dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vừa thông xe kỹ thuật, dù vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng chủ đầu tư đã lên phương án để cho một số loại phương tiện được lưu thông trong dịp Tết Nhâm Dần nhằm giảm áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ 1. Đây được xem là một nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư. Tuy nhiên do tuyến cao tốc chưa có làn dừng khẩn cấp nên trong quyết định về việc cho xe lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dịp Tết, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã hướng dẫn rõ lái xe chỉ được dừng đổ xe ngoài phạm vi đường cao tốc. Trao đổi với báo Thanh Niên, lý do toàn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hiện chưa có làn dừng khẩn cấp, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết trong giai đoạn 1 của dự án có nhiều nguyên nhân, mặt đường chỉ được thiết kế rộng 17 m dành cho 4 làn xe nên không thể xây làn dừng khẩn cấp dọc tuyến.